Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm qua và sáng nay, 23 tháng 10, cường độ bão Trà My vào khoảng cấp 9, tức là 75-88 km/h, giật cấp 11, 103-117 km/h. Dự báo khi vào Biển Đông thì cơn bão số 6 sẽ tiếp tục tăng cấp. Hồi 7 giờ ngày 23 tháng 10, cơn bão Trà My, tiếng Việt là Trà My, có vị trí tâm vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 124,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75-88 km/h, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Trà My tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc. Cường độ có khả năng mạnh thêm và đổ bộ vào đảo Luzon, Philippines. Đến 7 giờ sáng mai 24 tháng 10, tâm bão ở trên đất liền phía đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89-102 km/h, giật cấp 12, từ 108-133 km/h. Trong 24-48 giờ tiếp theo, khoảng chiều tối ngày 24 tháng 10, bão Trà My đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2024. Cường độ bão duy trì ở cấp 10, giật cấp 12. Khi bão Trà My đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão đạt cấp 12, giật cấp 15 và tiếp tục hướng về các tỉnh Trung Bộ. Nhận định xa hơn, khoảng ngày 26-28 tháng 10, trên khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Trà My.